công ty sản xuất quốc phòng Mỹ DSG Technology đã phát triển một loại đạn xuyên giáp dưới nước nhằm tạo ra lợi thế cho biệt kích người nhái. Có tên gọi CAVX, loạt đạn cỡ nòng 12,7mm này được chế tạo bằng hợp kim Wolfram với khả năng xuyên giáp mạnh mẽ. Cụ thể, sau khi được bắn khỏi nòng súng, đạn tạo ra một lớp bong bóng khí, còn gọi là hiệu ứng siêu khoang, cho phép nó di chuyển với tốc độ nhanh dưới nước. Trong khi đó, đạn thông thường không có siêu khoang này di chuyển dưới nước rất chậm và nhanh chóng bị mất động năng do ma sát. Trong các thử nghiệm, đạn có thể di chuyển tới 60m dưới nước và xuyên qua lớp thép dày 2cm khi bắn ở cự ly 17m, cho thấy nó có thể được sử dụng để xuyên thủng tàu ngầm. Theo nhà sản xuất, phần mũi của viên đạn là nơi duy nhất tiếp xúc với nước. Đạn có thể bắn với những khẩu súng thông thường, nhưng sẽ cần một khẩu súng nạp đạn bằng khí nén để bắn dưới nước.